Trời ơi ghê quá. Đây là quả chân phạ. Ok, hello cả mọi người, thì mình là KL7. Còn đây là Windy. Ok, thì hôm nay hai tụi mình có một cái video nhỏ, đó là một cái thử thách chơi ngu mà mình với Windy đã được gọi là thử thách ra từ hai MC, hai CM của mình. Thì bây giờ luật chơi thì nó rất là đơn giản thôi. Ở đây thì tụi mình có một cái ly, thì cái ly này đó là chứa đựng tất cả những cái thử thách mà đã được hai quản lý của 7 và Windy đề ra. Thì luật chơi đó là tụi mình sẽ bóc thay phiên nhau, bóc mỗi người một cái thăm. Và cái thăm này nó sẽ có một cái thử thách. Nếu tụi mình làm thành công thì không chỉ xảy ra cả. Còn nếu mà một trong hai người mà fail hoặc là bỏ cuộc á, hoặc là bỏ qua á, thì cái người còn lại á sẽ đưa ra một cái hình phạt. Thì cái hình phạt của ngày hôm nay chúng ta sẽ có gồm là Windy, tụi mình sẽ nấu hai tô mì. Và nếu như thằng nào thua, có nghĩa là hai người cũng sẽ cùng ăn hai tô mì đó, mỗi người một tô. Nhưng mà nếu mà ai thua thì sẽ phải bỏ vào tô mì của mình một, thứ nhất là một muỗng wasabi. Đây, đây là bột tạt. Hoặc là một muỗng bột ớt. Đây. Hoặc là một trái ớt. Thôi, hoặc là một muỗng tương ớt. Đấy. Đấy, đây là những cái hình phạt. Có nghĩa là bây giờ nếu như Winnie bóc hình phạt, Winnie thua thì bắt buộc là Winnie phải bỏ vô một trong những cái này. Do bảy chọn là bỏ cái gì thôi. Đó, bảy thua cũng ngược lại. Ok. Rồi bây giờ nhường Winnie trước á. Tấm xì với chơi nhượng. Rồi, 1, 2, 3. Trời chưa, cũng phải nhượng đi đi trước nè. Ai thắng đi trước mà? Không, ai thắng được quyền nhường người kia đi trước. Đúng rồi. Không sao đâu, đi dễ mà. Nói anh yêu em với ba bạn nữ bất kỳ. Nói anh với ba bạn nữ bất kỳ hả? Không được đâu. Không được thì nè, nè cho động lực nhìn nè có được không? Ok, chấp nhận thử thách. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ chờ xem để coi là Windy sẽ nói anh yêu với ba người nào nha. Anh yêu em. Mẹ. Cốt thổ bố ơi. Không có chi mà đòi yêu bố mày à, không có chi mà đòi yêu là cốt. Mình hỏi bạn là bạn bạn làm yêu mình rồi hả? Anh nói gì cơ? Mình yêu bạn. Ủa? Hả? Chứ mẹ sao như thùng quá vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời, tất nhiên là không rồi. Trời ơi, đẹp mà điên. Bạn ơi, cái này là chuyện gì bạn? Có gì không? Mình nên hỏi bạn chuyện này chuyện gì không? Tại mình thấy nó hay quá. Thôi, không. Lỡ nói không biết giờ nào. Lỡ nói chuyện gì không? Nói. Vậy là xong. Ok, thì bây giờ chúng ta đến với thử thách thứ hai để xem 7 có làm được hay không. Xin mời 7. Lên thử thách của Windy thì chắc cũng dễ rồi. Của mình thử thách có gì không ta? Nhúng tay vào bồn cầu 10 giây. Nhúng tay vào bồn cầu 10 giây. Có thêm chữ Merlin á. Vậy nó đúng là thiệt chứ. Marketing của Biu Biu nè. Suy nghĩ lúc nào cũng bẩn thỉu. Tay nào ta? Với tay này cũng được. Có nên xả nước chứ là xả nước chứ chắc. Mày dễ không? Đếm nha. Trời ơi ghê quá. Bỏ tay vô, bỏ tay vô luôn. Đếm nha. Chín cây mới có như động giác. Nếu chạm với gì, nếu chạm với 3, nếu chạm với 3. Đếm đúng mà. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5. 5. Sao? Bỏ tay vô quá. Đâu đâu, hoặc tay vô. Mình thử có con rắn hay gì vậy? Tam trên trộn người. Thông báo cho bên tờ một tin vô cùng quan trọng là toilet Nam bị hư.
toilet nam bị hư rồi. Anh nãy mà đi toilet nữ. Cái gì? Quỳnh đi toilet nữ hả? Bác đi thái gì chứ? Ghê quá má ơi, mà chắc mấy tấn xà bông. Có gì đâu lớn á. Nhà vệ sinh này sạch lắm. Rửa tay xong rồi. Hình như hôm qua hồi qua Mithy nó bị tiêu chảy. Rồi, ok thì bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp đến với thử thách thứ 3. Ok, chúng ta quay lại phòng thôi nha. Về thử thách thì phải làm được rồi nha. Khá rồi đó nha. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách thứ 3. Thì nó chính xác hơn là thử thách thứ 2 của mọi đứa. Ừ, đó là mình đi đây. Mà thử thách gì kỳ cục vậy? Thử thách ăn bài chớp. Hay nha. Thử thách của Winnie là ăn bài lá cầu của mình là đứng yên cho người còn lại bắn ba phát vô người. Bắn cái gì? Bắn sữa chua bắn gì? Bắn này bắn cái gì? Bắn sữa chua. Kiểu như là bây giờ sẽ lấy bì bắn cho người. Lấy bì bắn cho người. Ok giờ thôi giờ như nãy nói đi, chịu trước một phát đi. Bây giờ mình sẽ ngồi sao cho Winnie bắn. Không có vô vú à, không có ngồi chứ, người ta muốn chọn đâu chọn. Bây giờ một đứng xa xa trước coi. Vô vú. Một viên thôi nha, nếu mà được. Một viên rồi, bắn vô vú, bắn vô vú. Bắn vô vú. Đúng rồi. Được. Trời ơi, đứng xa xa này rồi. Ôi, đứng này đi, đâu vú đâu. Thôi vú, không vú, bắn vô mặt ha. Thôi, từ từ ra, để che nè. Rồi, đưa vú ra. Ôi, đứng xa xa. Thì phải đưa vú ra mới được. Từ từ, thấy sợ quá. Đưa vú ra. Ôi, Một hình phạt cho Wendy nè. Giờ Wendy thích ăn gì nhất? Wendy thích cái gì? Wendy thích một muỗng tương ớt. À vậy hả? Em có tương ớt đâu. Nó thích nhận Wendy một muỗng bột ớt cho các bạn. Đúng vậy. Tin người mà lờ. Rồi thử thách thứ ba nè. Gì? Gì mà ngạc nhiên? Miệng bắn xuống mà đúng rồi. Bắn đi. Lúc bắn thì sướng lắm. Hậu quả thì nó mới nghiêm trọng. Tiếp tục. Thử thách thứ ba. Nhảy cốc đến lầu 4 bể bể đàn như hà. Lầu 4 nghĩ lên lầu 4 rồi đó nha, 7. Má ơi, tao mệt quá, sao tự nhiên ơi. Nhiều lên lầu 4 nữa, đi bộ thấy mệt nữa. Wendy là gì vậy? Mà của Wendy là gì vậy? Của Wendy là trói tay uống rau má trong 30 giây. Ok thôi, cái đây, của mình là nhảy cốc. Mình thì rất là ghét nhảy cốc cho nên từ đây nữa, từ đây thật ra qua tới chỗ này là nó gần 100m lận. Xong rồi còn lên 4 lầu nữa. Cho nên là thôi, cái này thì mình xin bỏ đây. Đây là thử thách mình sẽ bỏ. Cái nghề okay, xong Wendy chấp nhận thử thách. Wendy chấp nhận thử thách đúng không? Được. Ok thì đây là ly rau má thử thách của Wendy. Chưa? Ok sẵn sàng. Rồi đó vô nha. Dễ dễ để xuống. Dễ xuống không? Vô. Xin chúc mừng. Wendy mới uống được cái nửa ly à. Thôi thì bây giờ đằng nào thì cũng uống rồi, uống không kịp. Trợ nổi bàn nữa nè. Thôi Wendy tiếp tục đi. Coi như chúng ta cùng thua mà. Giờ chúng ta cùng chọn đi. Wendy sẽ chọn cái gì đây? Chọn gì cho 7, ta chọn trước á. Wendy sẽ chọn cho 7 7 thích ớt lắm, 7 thích mấy chấm kìa. Đúng rồi đúng không? Ờ. Mình cho 7 cho ớt. Một chai ớt. Thì tốt dữ vậy trời ơi. Một chai ớt. Mấy mày thích ớt à, cho hẳn một chai ớt luôn nè. Cảm ơn Wendy nha. Đã chọn cho Wendy một ớt rồi đúng không? Một ớt này vậy? Một ớt rồi bây giờ độ cay đã có rồi. Thêm miếng wasabi đi nha.
Rồi, mình thì sẽ chọn cho Winnie hay một muỗng wasabi. Ok, thì sau cái thử thách uống rau má của Winnie, Winnie làm fail thì coi như tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về phía của Winnie, tức là Winnie bị 2 xẹo chứ không phải là 2 tỷ số cao hơn thằng Thắng. Thì bây giờ tới lượt 7 nha. Bây giờ 7 bốc trước đi, xong rồi cho nó căng thẳng. Nếu mà 7 làm được thì áp lực cho Winnie, còn nếu mà làm không được thì tỷ số là 2 đều. Cái gì đây, what the fuck, lướt sàn 5cm? Ai nghĩ ra cái này vậy? Có gì tên bé nào nghĩ ra? Nắm sang, lướng sang 5cm từ vị trí của Khanh. Lướng sang được toilet. Ừ, 5cm. Bác nữa đút tay vô rồi, giờ phải ngồi liếm nữa. Dơ, muốn chuyển thành bảy dơ. Để suy nghĩ à. Coi như bỏ hình phạt đi. Rồi, vậy là ngớ đúng không? Ừ, thà tới miệng ngớ chứ không lướng sang toilet thôi. Vậy là nhiều hai điều rồi. Đó nè, cho chọn luôn á, không thèm. Rồi, giờ tới Willy á, bóc đi con. Nhắc nụ anh Trung. Hay nè, cái này hợp lý nè, cái này nó nằm trong cái tầm làm được, quan trọng là dám làm hay không thôi. Ngăn tâm sẽ mặc lờ luôn á. Thôi, không làm rồi. Yeah, thiệt chứ, ok. Vậy là Willy đã chịu bỏ cuộc 3 lần rồi, thiệt chứ. Ok, vậy là màn thử thách nho nhỏ chúng ta chơi ngu kết thúc với tỷ số là 3-2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái màn đó là quan trọng nhất, đó là màn nấu mì. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hình phạt cho 7. Mình đã ra 2 tô mì rồi, bây giờ sẽ bỏ hình phạt cho 7. 7 là một trái ớt và wasabi đúng không? Rồi. Nè, cắt cho Winnie ít ít thôi nè. Vậy Winnie có điện thoại Winnie. À không, sao đâu, xin lỗi. Mấy cái này nhanh lắm, trời ơi. Rồi chưa tính là... Ôi, thôi giờ mình sẽ chọn cho Winnie các bạn. Ui dồi, không cần. Trời ơi, thiệt chứ. Cô Winnie nó nhiều màu sắc ghê nha. Nhìn nó thú vị thiệt. Ôi chết mẹ, cái tương này sao nó không tan. Đâu nè, Winnie xong rồi, đó. Ok. Nhìn nó cũng... Thua rồi, đã nha, đã nha. Trời ơi, cái này nhầm nhò gì? À, không nhầm nhò gì hết đúng không? Chào. Đi gì? Chúc Winnie ngon miệng nha. Ok. Ok, rồi chúng ta sẽ là cố gắng ăn hết. Sao mà mình nó đậm đậm vậy ta? Do cái bột ớt á, cái bột ớt này nó làm cho cái nước nó đậm xuống á. Phải không? Phải. Nó sệt sệt ghê vậy. Cái sệt, sệt gì đâu, cái sệt đó là của bột ớt nè. Ông có ăn bánh bồ cây bây giờ chưa? Bồ cây là cũng bột ớt không á. Dạ. Ờ, nó sệt sệt như giống tôm thôi chứ không phải là gì đâu. Thử nữa à. Ok, thử uống đầu tiên nha. Chết rồi. Ủa, bây giờ Winnie chết rồi, hình như hình như chúng ta phải là một ít thôi. Đưa lên lỗ mũi luôn á. Mình phải ăn một ít thôi. Từ từ đi. Từ từ bình tĩnh hôn đi. À, cay quá à. Cái nguy hiểm nhất là cái xanh xanh này nè. Cay phải luôn. Cái xanh xanh này nó mới nguy hiểm nè. Ờ. Vì cây cấp độ chùm cuối rồi, không phải là vì cây cấp độ 7 nữa. À.
Không phải sẽ bị nó ghê quá à? Ừ. Như ăn tô mì xong rồi mình thành sinh vật khác không mẹ ơi. Cay quá luôn. Cay luôn mấy chan như là bị người ta bắn lén vậy. Cay quá luôn. Rồi, ok. Thì vậy là xong. Vậy là đừng nói là khó thở quá. Vậy là xong thử thách chơi ngu đầu tiên của mình với Wendy. Đó là thử thách chơi ngu ăn cay. Mấy này nó không giống như ăn cay, mình ăn wasabi hơn đúng không? Trời, nhất là cái wasabi trộn nó nồng lên tới cái nó nồng trên tới cái bò ép trên đây nè. Thôi cay nó không chỉ còn đơn giản. Lúc mình vừa đưa vô là nó nồng lên trên mũi nha, nó lên trên đôi ép nha. Xong rồi lúc mà nuốt xuống á thì nó lại nồng vô trong lòng ngực. Trời ơi, nó giống như là kiểu lên đỉnh gì á. Nó cay. Bây giờ uống nước uống sữa gì cũng không hết được cay đâu, không hiểu. Quá trời cay. Cái gì lại lâu quá trời đúng không? Nóng cái bụng luôn, bảy ấy nóng cái bụng không? Đây này, mày thở để chưa để thở. Để thở cho nè. Rồi, ok đi. Rất mong là các bạn là rồi coi hết video này. Nếu mà nào thấy mà muốn thử, test thử á, mà các bạn thấy cái độ cay của nó mà như thế nào thì các bạn hãy comment lại bên dưới cái cảm xúc các bạn mà ăn cay như thế này chứ. Chứ mình nghĩ còn hơn cả bị cay cấp độ 7 ở đây luôn. Hơn rất là nhiều. Thôi mình nghĩ các bạn đừng nên thử, tốt nhất mình nên thử. Đừng nên thử vậy nha. Đây là chơi ngu, đây là, hãy coi dưới đây là một video gọi là chơi ngu, mình đừng nên làm theo. Các bạn thấy thích thì hãy nhấn like nha. Và bây giờ tụi mình sẽ tạm biệt các bạn. Ok, mong các bạn hãy chờ đợi đến cái phần tập nào tiếp theo. Rồi tụi mình sẽ chơi ngu, tiếp theo là sẽ phần gì? Đây mình là K7. Nhớ like, subscribe, cảm ơn. Đây là của Wendy. Woo, các bạn mọi người.